Kính thưa đoàn chủ tọa cùng các quý vị đồng nghiệp, em xin trình bày bài chăm sóc người bệnh đạt dẫn lưu màng phổi. Như chúng ta đã biết thì khoang màng phổi là một khoang ảo kín áp lực âm. Bình thường thì có một ít dịch, nó sẽ giúp cho lá thành và lá tạng trượt trên nhau trên các động tác hô hấp. Khi mà một số bệnh màng phổi gây ra tràn dịch, tràn khí, tràn máu, khiến cho không khí dịch tích lại bên trong khoang màng phổi, người bệnh sẽ bị xẹp phổi và gây ra tình trạng suy hô hấp. Dẫn lưu màng phổi nhằm mục đích là giúp thoát khí, chất lỏng từ khoang màng phổi, giúp tái lập lại áp lực âm tại khoang màng phổi. Trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì trong 6 tháng đầu năm 2019 thì có khoảng gần 200 trường hợp người bệnh được đặt dẫn lưu màng phổi. Thời gian lưu của dẫn lưu màng phổi trên 72 giờ. Vì vậy, việc chăm sóc của điều dưỡng nhằm đảm bảo cho hệ thống dẫn hút áp lực âm được đảm bảo an toàn và người bệnh tránh được những biến chứng trong quá trình đặt dẫn lưu màng phổi là việc làm hết sức quan trọng. Những cái chỉ định được đưa ra trong cái đặt dẫn lưu màng phổi, một là người bệnh có tràn khí màng phổi số lượng nhiều, tràn khí màng phổi do chấn thương, tràn khí màng phổi áp lực, tràn khí màng phổi gây nên do các thủ thuật can thiệp của thầy thuốc như là sinh thiết màng phổi, sinh thiết xuyên thành ngực, sinh thiết hạch thượng đòn, tràn máu màng phổi, tràn mủ màng phổi, tràn dịch màng phổi do ung thư số lượng nhiều, dẫn lưu khoang màng phổi sau phẫu thuật màng phổi, phẫu thuật phổi gây dính màng phổi qua sông dẫn lưu. Chống chỉ định thì chỉ có chống, không có chống chỉ định tuyệt đối, chống chỉ định trong các chống, tức là khi đặt dẫn lưu màng phổi thì lưu ý trong các trường hợp bệnh người bệnh có rối loạn đông máu, tỷ lệ prothrombin nhỏ hơn 60% hoặc và tiểu cầu nhỏ hơn 60 giga trên lít, người bệnh đang dùng các thuốc chống đông, người bệnh đang có rối loạn về huyết động, da vùng đặt sông dẫn lưu màng phổi có tình trạng nghiêm trọng. Để chuẩn bị người bệnh thì điều dưỡng sẽ chuẩn bị về phim chụp phổi, phim CT, hồ sơ bệnh án, các xét nghiệm đông máu cơ bản, công thức máu ở trong giới hạn cho phép, giải thích cho người bệnh và gia đình về ý nghĩa của việc làm thủ thuật và yêu cầu được ký giấy cam kết làm thủ thuật. Người bệnh có thể được ăn nhẹ và vệ sinh cơ thể trước khi làm thủ thuật, kiểm tra tình trạng huyết động trước khi làm thủ thuật. Thuốc chuẩn bị cho mở màng phổi thì thuốc gây tê lidocaine, atropine 1/4 mg, thuốc giảm đau paracetamol nên được truyền trước khi đặt dẫn lưu màng phổi từ 15 đến 30 phút, hộp chống sốc theo quy định của Bộ Y tế. Bộ dụng cụ đặt dẫn lưu màng phổi thì gồm có bộ dụng cụ mở màng phổi, dao gạc, găng vô khuẩn, chỉ khâu, dây dẫn lưu màng phổi và sâu nối. Bộ bình hút đặt dẫn lưu màng phổi là một hệ thống hút áp lực âm, yêu cầu là kín một chiều, vô trùng, hệ thống trong suốt, hoạt động tốt và đảm bảo an toàn người bệnh. Cái bình hút dẫn lưu màng phổi thì có phải kích thước lớn hơn 1000 ml, trong suốt bình dẫn lưu dịch khí ra từ sông màng phổi thì được đổ 300 ml nước muối sinh lý, giúp cho cái ống dẫn lưu ngập ở trong bình 2 đến 3 cm. Nắp bình thì có hai ống, một ống được nối với người bệnh và một ống được nối với hệ thống hút áp lực âm. Hệ thống hút dẫn lưu màng phổi thì gồm có loại 1 bình, loại 2 bình và loại 3 bình. Loại 1 bình thì đơn giản, nhưng mà có một nhược điểm là khi mà người bệnh bình cao hơn người bệnh thì sẽ bị dễ bị tràn lại cái dịch từ hệ thống dẫn lưu vào khoang màng phổi. Loại 2 bình thì và loại 3 bình thì nó sẽ điều chỉnh cái áp lực âm được ổn định và tốt hơn ạ. Hiện nay thì cái hệ thống bình hút dẫn lưu một lần được sử dụng rất là phổ biến, đơn giản và dễ sử dụng, nhưng có một cái nhược điểm là sẽ không thay rửa được hệ thống bình hàng ngày. Ở bên đây là một cái hệ thống dẫn lưu màng phổi được sử dụng phổ biến tại Trung tâm Hấp bệnh viện Bạch Mai. Sông dẫn lưu màng phổi thì là một cái ống sông nhựa có nhiều lỗ ở hai bên. Sông dẫn lưu màng phổi thẳng cong có troca hoặc không, có chiều dài trung bình là 40-50 cm, kích cỡ 16-42 FA. Trong những trường hợp tràn khí màng phổi thì đừng đặt sông dẫn lưu màng phổi có kích thước bé 18-28 FA, còn trong dẫn lưu màng phổi có tràn mủ thì là lớn hơn 28 FA, mục đích là giúp dẫn lưu cái dịch mủ đọng ở sông ở màng phổi, tránh cái tình trạng sắc tắc sông dẫn lưu màng phổi ạ. Tư thế người bệnh thì người bệnh được nên chọn tư thế phù hợp với phim chụp phổi, tư thế Fowler, tay cùng bên đặt lên đầu giúp cho cái khoang liên sườn được giãn rộng.
tiến hành mở màng phổi thì vị trí mở màng phổi thì dựa theo siêu âm, theo X quang và theo chỉ định của bác sĩ. Thường thì trong tràn khí màng phổi thì đặt ở khoang liên sườn 2 đường giữa đòn, trong tràn dịch màng phổi thì khoang hương sườn 4-5 đường nách trước hoặc là đường nách giữa. Điều dưỡng sẽ sát khuẩn vùng đặt dẫn lưu màng phổi bằng cồn iốt 1,5%, sau đấy là bằng cồn 70 độ. Chảy xăng vô khuẩn có lỗ bộc lộ vị trí mở màng phổi bác sĩ đã đánh dấu từ trước. Sau đấy thì bác sĩ sẽ tiến hành mở màng phổi và điều dưỡng sẽ phụ bác sĩ gây tê bằng lidocaine 2%. Bác sĩ đưa xông dẫn lưu vào khoang màng phổi và điều dưỡng sẽ rút cái que sắt. Sau đấy thì bác sĩ sẽ đẩy cái ống dẫn lưu màng phổi vào sâu trong khoang màng phổi từ 8 đến 10 cm. Ở trong những trường hợp tràn khí màng phổi thì ống dẫn lưu sẽ được đưa sâu theo chiều là từ sau ra trước và từ dưới lên trên. Còn trong tràn dịch màng phổi thì ống dẫn lưu sẽ được đưa ra sau và xuống dưới. Sau khi bác sĩ đã đặt xong xông dẫn lưu màng phổi thì điều dưỡng sẽ nhanh chóng nối xông dẫn lưu màng phổi với hệ thống hút đã được chuẩn bị từ trước đó và băng chân xông cố định xông dẫn lưu và đặt cái hệ thống hút liên tục từ âm 20 đến 30 cm nước. Cái quá trình theo dõi người bệnh sau mở dẫn lưu màng phổi rất là quan trọng. Điều dưỡng sẽ theo dõi toàn trạng người bệnh về huyết động mạch, huyết áp, SpO2, nhịp thở, tình trạng đau ngực của người bệnh, theo dõi những biến chứng sau đặt xông dẫn lưu, tình trạng khí dịch ra ở xông dẫn lưu về số lượng, màu sắc và tính chất, thay bình dây nối dẫn lưu mỗi 24 giờ, thay băng chân dẫn lưu, đánh giá sự đau của người bệnh, vận chuyển người bệnh, rửa màng phổi và rút ống dẫn lưu. Sau khi mở xong dẫn lưu màng phổi thì người bệnh sẽ thường hay gặp những biến chứng như sau. Một là chảy máu tại vị trí dẫn lưu, có biểu hiện là băng thấm máu. Can thiệp điều dưỡng là sẽ rửa sạch, sát khuẩn và băng ép lại. Biến chứng thứ hai là người bệnh có choáng. Biến chứng thứ ba là chảy máu màng phổi, biểu hiện là xông dẫn lưu ra máu đỏ tươi, số lượng nhiều, người bệnh đau choáng thì điều dưỡng sẽ báo cáo bác sĩ tình trạng cấp cứu của người bệnh và có thể sẽ phải chuẩn bị người bệnh để mổ cấp cứu trong những trường hợp cần thiết. Những biến chứng khác như là thủng tạng, tổn thương bó mạch thần kinh liên sườn, tắc ống dẫn lưu, tràn khí dưới da, phù phổi cấp, nhiễm trùng tại chỗ và có thể là tràn mủ màng phổi do bội nhiễm. Nguyên tắc của chăm sóc dẫn lưu màng phổi phải đảm bảo theo nguyên tắc là ống dẫn lưu không bị tắc, không bị hở, ống dẫn lưu đúng vị trí, đảm bảo hút đúng, đảm bảo vô trùng và đảm bảo an toàn người bệnh khi di chuyển. Luôn đặt bình dẫn lưu an toàn thấp hơn ngực của người bệnh 60 cm, giữ ống dẫn lưu thẳng không căng, người bệnh không nằm đè lên ống dẫn lưu, điểm nối giữa ống dẫn lưu và dây dẫn kín chắc chắn, ống nhựa trong bình dẫn lưu luôn ngập ở trong nước 2 đến 3 cm, ống dẫn lưu không bị tắc. Ống dẫn lưu thì dẫn lưu khí thì sẽ có bọt khí sủi lên ngắt quãng theo nhịp thở của người bệnh. Nếu như bọt khí sủi không ngừng thì sẽ phải kiểm tra lại hệ thống dẫn lưu xem còn kín hay không. Và nếu như không được đảm bảo thì sẽ phải thay đổi hệ thống dẫn lưu. Xử lý khi một số cái biến cố xảy ra trong quá trình đặt ống dẫn lưu và điều dưỡng sẽ phải phát hiện nhanh và xử trí được kịp thời. Một là bình dẫn lưu bị vỡ do có thể là do trong cái quá trình người bệnh nằm viện hoặc là do trong quá trình người bệnh di chuyển thì sẽ kẹp ngay cái ống dẫn lưu và thay một cái hệ thống dẫn lưu mới. Biến chứng thứ hai là tụt ống dẫn lưu thì điều dưỡng sẽ phải nhanh chóng dùng tay hoặc là gạt khép kín hai mí da là ngăn ngừa tràn khí màng phổi và theo dõi sát tình trạng người bệnh. Theo một nghiên cứu năm 2018 của Bệnh viện Đức thì là cái sự đau của người bệnh sau đặt dẫn lưu màng phổi là trên 50% người bệnh và có mức đau là từ 8 đến 10 theo thang điểm VAS. Thì vì vậy cái việc kiểm soát đau của điều dưỡng rất là quan trọng. Có điều dưỡng sẽ phải dùng thuốc giảm đau và khuyến khích người bệnh hít thở sâu nhằm giãn nở phổi. Trong quá trình điều trị và trong quá trình điều trị những bệnh nhân có dẫn lưu màng phổi thì hầu hết là mỗi bệnh nhân sẽ được chụp X quang tim phổi sau 24 giờ, sau mỗi 24 giờ. Vì vậy là cái việc di chuyển của người bệnh đến những cái phòng chụp là rất là thường xuyên. Vì vậy thì điều dưỡng sẽ phải luôn phải đảm bảo cho người bệnh được di chuyển làm các xét nghiệm cận lâm sàng được an toàn bằng cách là luôn đặt bình hút
thấp hơn người bệnh khi di chuyển, không kẹp ống dẫn lưu khi di chuyển, và có những cái trường hợp mà bệnh nhân có tràn khí nhiều thì sẽ phải mang theo cái bình hút áp lực di động. Thay băng dẫn lưu thì phải đánh giá cái chân sông dẫn lưu, nếu như có thấm dịch thì sẽ được nên được thay băng hàng ngày, và thay băng tại hai vị trí, một là chân sông dẫn lưu và hai là dây nối, đầu nối giữa sông dẫn lưu và hệ thống dây nối. Rút ống dẫn lưu trong những trường hợp tràn khí màng phổi thì sẽ được theo dõi 24 giờ, hệ thống dẫn lưu không còn ra khí, x-quang phim phổi nở tốt thì kẹp ống dẫn lưu sau 24 giờ, sau đấy thì chụp lại phim x-quang, nếu như không có tràn khí tái phát thì bệnh nhân được rút ống dẫn lưu màng phổi. Trong cái trường hợp tràn dịch màng phổi thì lượng dịch ra nhỏ hơn 100ml trên 24 giờ, x-quang phim phổi nở tốt, cải thiện các triệu chứng lâm sàng thì người bệnh sẽ được rút dẫn lưu màng phổi. Rút ống dẫn lưu màng phổi sẽ được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa và có một điều dưỡng phụ cho bác sĩ rút dẫn lưu màng phổi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thể giải thích cho người bệnh về cái thủ thuật và hướng dẫn người bệnh cách thở, cách tập hít thở trong quá trình rút dẫn lưu, và yêu cầu người bệnh sẽ phải thực hành tốt cái việc hít thở đấy trước mặt điều dưỡng để chúng ta đánh giá rằng là người bệnh đã biết cái cách hít thở đúng hay chưa. Bác sĩ gây tê khâu chỉ chờ và cắt chỉ ở chân ống dẫn lưu, sau đấy thì điều dưỡng sẽ hướng dẫn người bệnh hít sâu, nín thở, đồng thời là rút ống dẫn lưu ở cuối thì thở ra, trong khi bác sĩ thì thắt chỉ chờ, băng lại vết dẫn lưu, theo dõi sát tình trạng người bệnh sau 24 giờ rút ống dẫn lưu màng phổi và chụp lại x-quang kiểm tra lại sau 12 đến 24 giờ và cắt chỉ của vết dẫn lưu sau 7 ngày. Bài báo cáo của em đến đây là hết, em xin cảm ơn sự chú ý của quý vị đồng nghiệp.